Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ chuyển sang một cái món máy rửa bát. Con này là con Manloca. Đây anh em này. Cái biển tên rất là to nhưng cái chữ thì rất là bé. Con này đọc tiếng Việt là Manloca. Ok, con này là VQP 129242. Con này là hàng xuất anh em ạ. Điện chạy điện 200. Bên trong của nó thì con này theo em được tìm hiểu thì nó là 12 bộ. Nghĩa là 12 bộ chén, 12 bộ bát, 12 bộ cái gì đó. Đấy. Thì đây là các khăn khay để đựng của nó này. Thì nguyên lý con này thì chắc nó chỉ dùng vòi rửa như kiểu rửa xe tự động thôi. Đây, đây là cái cần gạt, cần quay. Khi nước phun lên thì nó sẽ tạo những cái vòi phun nghiêng này. Thì nó sẽ quay cái vòi này theo xu thế là vòng tròn. Đấy, cái trên này thì là nó sử dụng cái vòi đây. Đây. Đó. Thì con máy rửa bát này thì các bạn nào mà hay đi rửa xe máy tự động ấy thì con máy rửa bát này chắc là nó cũng như vậy. Con này nó sạch được thì chỉ do là rửa bằng nước nóng thôi. Còn thứ hai nữa là nó có cái chức năng là rửa bằng nước muối để khử khuẩn anh em này. Thì anh em cho nước vào đây, muối vào đấy, ui đầy nước này, thì nó sẽ tự động nó pha anh em ạ, nó pha vào đây một tí là nó rửa mà. Thì đấy là cái chức năng rửa muối hoặc là làm bóng bát. Trên này, trên khi em mở cửa ra như này thì chỗ này nó có một cái hộp đựng viên rửa ở đây. Còn ở đây là ô chắc là nước bóng này anh em này. Đấy, anh em muốn bóng bát thì anh em đổ cái nước rửa bóng bát vào đây. Cái máy rửa bát này thì theo tìm hiểu thì các bạn phải mua cái viên rửa của nó cơ. Chứ anh em mà có xà phòng ở đây là nó toàn xà phòng là không sạch được. Đấy, nước xà phòng thông thường như nhà mình là không dùng được cái máy này. Thì đối với con Manloca này bây giờ anh em sẽ tháo ra để xem bên trong nó có những cái gì anh em nhé. Xem là nó kết cấu và nó chạy kiểu gì. Và nó có giống máy giặt không? Em nghĩ là nó giống máy giặt thôi. Vì là nó cung cấp đủ nước và nó phun nó rửa thôi. Đấy. Nó khác cái là nó rửa đun luôn thêm nước nóng thôi. Thì bây giờ thợ nhà mình sẽ tiến hành tháo ra nhá. Đây những cái này cái khay thì mình không nói đến đâu. Hiện tại là ở Thái Bình không có nhiều máy rửa bát lắm. Cái này em nhận sửa lại của một khách ở trên Thái Bình. Hôm nay em sẽ phẫu nó ra để chia sẻ cùng anh em xem cái anh cu máy rửa bát này là có những cái gì hay. Con này thì hoàn toàn thành lồng bằng inox hết anh em nhé. Trên mặt ngoài của nó thì ốp thêm cái nhựa đường để chống giữ nhiệt hoặc là chống nóng ra ngoài đây anh em nhé. Ốp này xong bỏ xô đi, nhặt được vài con này. Chống xô xô đi và quẹt đá phát nữa. Hiện tại là mình đang phu hết rồi. Bóc hết luôn anh em nhé, lột trần nó luôn. Cho anh em nghiên cứu xem nó ra cái gì. Bật hết ốc trần kìa. Hiện tại là con này đang báo lỗi E1 anh em nhá. E1 nó liên quan đến đường nước thì phải. Các bạn cứ search trên Google ấy, lỗi E1 Manloca nó ra hết mà. Giờ tất cả Google là cái gì cũng có. Quá là ra hết. Còn anh em không biết tháo được cái nhìn đây tháo. Đây là thợ nhà mình đang tiến hành tháo hết ra thôi. Chứ hôm nay mình không hướng dẫn cách tháo anh em nhé. Vì là mình đang hướng dẫn anh em là cái con máy này nó kết cấu ra sao thôi. Chứ còn cách tháo con này thì nó cực kỳ là đơn giản thôi. Anh em cứ tháo nó như cái máy giặt thôi. Còn là mình sẽ chỉ cho anh em từng bộ phận một. Là chức năng nhiệm vụ của nó là làm cái gì nhé. Để anh em ví dụ có gặp máy rửa bát thì còn biết bốc phốt.
Con này hiện tại nó như của máy giặt. Con này là máy giặt cửa ngang. Thì anh em chưa đồ được gọi là máy giặt cửa ngang. Hàng bãi thì cũng có nhưng mà bên em ít sửa. Hàng bãi vi mạch nhiều hơn. Hàng này thì nó lẫn hàng cơ nhiều. Nó không như hàng bốt. Hàng bốt thì các bạn mà động vào hàng bốt sửa vào thì nó toàn tiền triệu luôn. Từ cái bằng linh kiện bằng ngón chân nó tầm 1,5 triệu, 2 triệu. Đây là con máy Manoka này thì hiện tại là bên Thái Bình cũng chưa thông dụng dùng cho lắm, cho nên là đồ thay thế của nó cũng tương đối là cũng chưa được phổ thông. Vì ở quê mình nói đến máy rửa bát là hoài đã bảo đấy, đã có máy vả chưa, chuẩn bị có máy đút cơm chưa, cho nên là toàn mang ra ao xúc rồi anh em ạ. Thì hiện tại là mình đã tháo xong hai cái vách thành ra đây rồi. Thì con máy rửa bát này nó sẽ cũng có một cái đường bơm, con này là sử dụng bơm nước ra ngoài anh em nhé, có nghĩa là khi nó chuyển sang chế độ xả thì nó sẽ dùng cái bơm này. Thì cái bơm này anh em có thể sử dụng bơm của cửa ngang như là của Samsung, LG, Elect hay là gì gì đó, thì nó cái này chạy điện 220. Tiếp theo đó là các bạn nhìn thấy đây là một cái phao. Cái phao này nó sẽ báo là đầy nước. Đầy nước khi vào bồn, có nghĩa là khi vào trong cái lồng con máy rửa bát này, nó báo đầy nước và nó sẽ ngắt nước và bắt đầu tiến hành rửa. Thì con phao này thì anh em có thể là lấy của con máy giặt Salier. Nó sử dụng phao cơ thì anh em có thể lấy con máy giặt Salier lắp vào thay thế cho nó là ok. Như vậy là đặc điểm của con máy Manco này thì anh em có thể là thay được hai cái phao và cái bơm này rồi. Như vậy là đồ không hề khó thế nào anh em nhé. Tiếp theo mình sẽ đi vào đằng sau này nào. Đằng sau này thì nó sẽ sử dụng một cái bơm nước. Đây là cái bơm này này. Cái bơm này nó sẽ nhiệm vụ là để quạt nước lên trên những cái cánh quạt lúc nãy mình chỉ bên trong ấy. Đó, thì cái bơm này nó sẽ sử dụng bơm áp lực cao để nó rửa cái bát đĩa. Tiếp theo nữa là cái van cấp. Van cấp này thì anh em có thể chế bằng van cấp hãng Samsung. Đấy, hãng Samsung này anh em có thể lắp vào được. Thì là cái đầu hãng Samsung nó rất là bé thì anh em có thể là ví dụ van cấp này hỏng thì anh em có thể thay thế bằng cái van cấp Samsung. Thì van cấp này nó vẫn sử dụng điện 220. Nếu mà anh em hỏng thì có thể là thay thế luôn. Con này tiếp theo là đây, dưới này nó cũng có một cái van cấp này. Thì con này là sẽ sử dụng là hút nước muối đây. Đây. Hút nước muối này. Khi sử dụng chế độ nó pha nước muối thì sẽ cái van này nó sẽ hút để cho nước muối đi sang. Thì cái này là để nó ấy nước muối thôi. Tiếp theo nữa là con này sẽ chạy bằng tụ. Tụ của cho cái máy bơm này anh em nhé. Nếu bơm này chạy bằng tụ thì có thể là khi cái bơm này nó bị cháy hay là nó bị hỏng thì anh em có thể là mang đi quấn được. Để nó chạy bằng tụ thì mang ra thợ điện cơ nào có thể quấn cho. Thì có nghĩa là khi anh em hỏng cái con máy Manco này, tất cả là đều có thể là sửa chữa được. Có mỗi cái còng đun này thôi. Còng đun này thì hiện tại là anh em chưa biết là nó đang làm ở cái máy nào để thay thế sang. Thì cái còng đun này nó sẽ đun nước nóng trực tiếp vào đây, có nghĩa là nước nó bơm qua cái này là nó sẽ đun luôn. Thì cái còng đun này thì khả năng phải đặt của hãng rồi, vì cái còng đun này em cũng chưa biết được là chế từ cái con máy giặt nào ra. Đó, thì cái máy rửa bát thì chắc là mỗi cái còng đun này là sẽ khó tìm thôi, còn đâu là những cái phụ kiện khác thì đa số là đều lấy máy giặt sang lắp cũng được, hoặc là hỏng thì có thể sửa chữa được những cái bơm như thế này. Thì con bơm này nó sử dụng chạy điện tụ là 3mm nha anh em nha. Đấy. Tiếp theo là nó sẽ sử dụng một cái vi mạch ở đây. Đây, bằng mạch đây. Đấy, bằng mạch này thì anh em biết về mạch có thể là làm từ mạch thôi. Nó cấp điện cho bơm và van cấp thôi. Đa số thì những cái này nó lập trình theo chương trình sẵn của cái máy rửa bát rồi. Nó hỏng đâu thì anh em sửa đấy thôi. Nó giống như kiểu là phủ máy giặt bình thường. Ví dụ không cấp van cấp thì anh em rò dây van cấp vào mạch và anh em sửa cái mạch thôi. Để mà anh em phát hiện cái van cấp này nó không chết. Đấy.
Như vậy là toàn bộ cái con máy Manco này không có một cái gì cả anh em nhé, mà trị giá thành của nó rơi tầm 8-9 triệu gì đó, cũng tương đối là cao, và chi phí sửa thì con này cũng tương đối là ok. Đây trên này nó còn có một cái mắt, cái mắt này nó cũng báo về phần đường nước anh em nhé, ví dụ nước không vào thì cái này nó sẽ báo luôn trên mạch là không cấp nước, thì nó cũng sẽ báo lỗi là E1, hoặc đường nước vào chậm nó sẽ báo lỗi E1. Thứ hai nữa, cái phao, hỏng phao này nó cũng báo lỗi E1 anh em nhé. Đây, cái phao này nó hỏng nó cũng báo lỗi E1. Hoặc là động cơ bơm không, động cơ bơm này nó bấp cơ bơm nước vào rồi mà nó không hoạt động bơm thì nó cũng báo như vậy. Đây, như vậy là toàn bộ cái lỗi của máy Manco đây là nó chỉ có vậy thôi. Thì cái video này em xin tạm dừng vào đây. Thì có những con máy rửa bát nào mà nó hay hay thì em sẽ like lên cho anh em. Thì video này mình xin út cũng như là ao. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ kênh. Tạm biệt anh em.